Tại hội nghị thường niên lần thứ 20 doanh nghiệp Việt Nam Đài Loan tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay, nhiều doanh nghiệp Đài Loan bày tỏ mong muốn được hưởng quy chế miễn visa nếu thời hạn nhập cảnh vào Việt Nam không quá 15 ngày. Với khoảng gần 30 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư FDI, đến nay Đài Loan đang trở thành đối tác rót vốn đầu tư ngoại lớn thứ ba tại Việt Nam. Cùng với đặc trưng có khoảng 40.000 doanh nghiệp đang có mặt ở Việt Nam, nhiều doanh nhân Đài Loan mong muốn được hưởng cơ chế ưu đãi miễn thị thực nếu nhập cảnh ngắn hạn vào Việt Nam như công dân các nước ASEAN và một số nước khác trên thế giới. Bên cạnh chuyện giao thương, các doanh nhân này cũng cho rằng lượng du khách Đài Loan hàng năm cũng xếp hạng thứ 5 trên tổng số khách nước ngoài đến Việt Nam. Do đó, chuyện được miễn visa vào Việt Nam nếu nhập cảnh và tạm trú tại Việt Nam trong thời gian không quá 15 ngày sẽ càng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại đôi bên. Hiện tại Việt Nam đang áp dụng quy chế miễn thị thực từ 15 đến 30 ngày cho công dân nhiều nước như là Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch và các nước ASEAN.